Hello, chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối nay nhé. Mà đặt ra cái câu hỏi mà Thanh Vân. đó liên quan đến giáo dục á, mà kêu là ai muốn phá cái chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam đó. Tại sao bây giờ như thế này, tại sao bây giờ như thế kia đó. Thực ra thì không biết là cái nhân vật đó như thế nào thì em không có rõ. Thế nhưng mà trước đây thì em để ý thấy là chia sẻ bài hoặc là viết bài rất là ok đó. Thế nhưng mà qua cái bài đó thì em lại có nhìn nhận khác đi. Nó nhiều khi nó giả vờ nằm vùng hay sao, đúng không? Giống như kiểu mấy anh bên kia thế giới hay gọi là cộng sản Đúng nằm rồi, vùng á. cái đó mình gọi là những cái con tắc kè đúng không Trung, giống như đây Phèo nói nè, cái đó là tự diễn biến tự chuyển hóa đúng không anh Thầy Quang? Anh nghĩ cái đó không phải Phèo, tức là ở đây họ đã mục đích họ ngay từ đầu rồi, họ cố tình chứ không phải họ họ tự diễn biến, họ tự chuyển hóa gì cả. Tức là mục đích là của họ là gì? Họ lôi kéo cái lực lượng bên này, những thành phần đó đó. À, em vào đặc biệt là em coi cái danh sách bạn bè của họ, ồ toàn là những người gọi là mình tạo cho rằng là thế này thế nọ không á, chứ không phải tầm thường đâu nha. Rồi khi đến một lúc nào đó rồi họ cảm thấy cái lực lượng họ đông á, cái lượng fan ủng hộ đông á, lâu lâu họ chê một bài thôi, chê một bài để làm gì? Để họ thăm dò cái phản ứng, cái động thái của những người ở trong danh sách bạn bè đó đi theo chiều hướng nào, bằng cách biểu hiện qua những cái câu comment đó. À, để họ cái đó đó là gì, những cái bộ phận đó là nó chuyên môn, gọi là nó gọi là đi test, nó đi kiểm tra, đi thăm dò đó, nó thăm dò giống như anh hay nói phải không? Họ có những bộ phận chuyên môn đi kiểm tra để đo, gọi là đo đo xem cái phản ứng hoặc là cái thế này thế nọ nó đủ tạo ra một cái cơn sóng gì chưa, nó đủ tạo ra một cái động thái gì chưa, để làm gì? Để họ sẽ lợi dụng vào, họ báo cáo về ha, rồi đến một lúc nào đó họ bung ra một cái đầu quyết định để họ tạo lên một cái làn sóng lớn, phải hiểu không? Đó, chứ những thành phần đó không phải tự diễn biến tự chuyển hóa, nó là như Trung nói, địch cài á, nó cố tình rồi, nó là những cái con tắc kè, nó con tắc kè ẩn mình giống như nhân tiện ở đây nói về tắc kè. Thì ở đây nè, thưa quan xin hỏi chung với mọi người thôi, mọi người để ý cái tay gì ở bên Ukraine không? Góc nhìn về Ukraine đó, đặc biệt là gì? Lên chơi những cái bài gọi là chống tham nhũng rất là kịch liệt, rất là mạnh mẽ, đúng không? Quá hợp lòng dân rồi chứ còn gì nữa, quá hợp cái ý của mọi người trong nước rồi chứ còn gì nữa. Nhưng cái điểm sơ hở các mọi người không nhìn ra ở đây đó là gì? Ba cái gọi là cái quan tham, những con sâu mọt tham nhũng á, ai bắt, ai phát hiện ra? Công an nhân dân chứ ai, nhà nước chứ ai, thanh tra nhà nước chứ ai, đúng chưa? Họ đã có những cái vấn đề gọi là họ điều tra, họ thanh tra, họ điều tra và họ truy tố những thành phần đó, họ công bố rất là rõ ràng trên phương tiện thông tin đại chúng. Thì những cái con tắc kè đó nó chỉ chụp lại và nó thổi bồng, nó bơm lửa thôi, nó thổi phồng lên, nó dựa vào những cái câu chuyện đó, nó mang ra bình phong của nó là gì? Ui, tôi là người tích cực chống tham nhũng nha, quan này gì đâu, tướng kia nha, thế này thế nọ, đề nghị nhà nước thế này, đề nghị nhà nước thế kia. Mọi người thấy có tức cười không, đúng không? Chúng thấy mọi người chúng thấy có tức cười không? Thà ví dụ như nó đứng trên cái danh nghĩa tụi nó đó, những con tắc kè đó đó, nó đứng trên danh nghĩa gọi là gì, nó chống tham nhũng, đồng ý anh chống tham nhũng thì anh điều tra ngay từ đầu đi, đúng chưa? Ví dụ anh thấy ông A có biểu hiện là tham nhũng tham ô nè, anh theo dõi, anh thu thập bằng chứng, sau đó anh gửi bằng chứng đó, anh gửi lên Ủy ban chống tham nhũng nhà nước để họ có cơ sở, họ vào và bắt bắt được hoặc là điều tra được rồi đó. Rồi lúc đó anh trưng bằng chứng ra, đây tôi chống tham nhũng đây, từ ngày này đến ngày nọ đây tôi đã âm thầm theo dõi điều tra a bờ cờ gì đó ở đây, và tôi đã là người trực tiếp gửi hồ sơ. Cái đó mình quan hình, cái đó mình hoàn toàn ủng hộ và quan hình, chung có mẹ không? Còn đằng này rõ ràng là câu chuyện gì, cơ quan pháp luật người ta làm hết mẹ nó rồi, người ta công bố rất là công khai rồi, người ta không giấu giếm cái gì cả. Thì những con tắc kè này nó chỉ chụp vào những cái câu chuyện đó, nó xây dựng lên câu chuyện cho riêng nó. Nhưng cái điểm láo của tụi nó đó
là tụi nó lồng ghép vào, nó truyền tải những ý tụi nó là chi, để cho những người dân thiếu hiểu biết á, ha, khi nghe xong đó là gì, tạo ra cảm giác hoài nghi về chính quyền, hoài nghi về nhà nước là gì? Ôi trời ơi, chết rồi, đất nước Việt Nam bây giờ đâu đâu cũng tham nhũng, đụng tới ông A cũng tham nhũng, đụng tới ông B, ông bờ cờ, thậm chí ông quét rác, ông vệ sinh gì cũng tham nhũng, vậy còn gì một cái xã hội nữa, đúng chưa? Tôi quan đồng ý là hiện tại bên qua cái công cuộc đốt lò quan trọng á, đòi ra tham nhũng rất là nhiều, nhưng cái đó là cho chúng ta thấy đó là gì, đó là sự quyết liệt của chính của chế độ, họ quyết tâm bài trừ những con sâu mọt này để mang lại cái sự bình yên ổn định cho người dân và đất nước, đúng không? Cái đó họ đang làm rất là ok, rất là tốt rồi. Thì những cái con tắc kè đó như gần góc nhìn Ukraine gì đó hoặc những thành phần khác đó, nó chỉ cứ bám theo những cái vấn đề đó và nó lên liếm, nó rất là to mồm nha, rất là to mồm. Và cơ quan rất dị ứng đó là gì, đề nghị nhà nước thế này, đề nghị bộ chính trị, đề nghị ban kiểm tra, đề nghị cái gì, nó là ai, nó đại diện cho ai, nó đề nghị. Mọi người thấy tức cười không? Những cái con tắc kè đó mới là con tắc kè bự á. Còn những cái thành phần gọi là mày gọi dùng ba cái nick đó thì giống như ngay cả cả cái nick Trần Thanh Vân đi, bây giờ nó thật anh em mình chẳng biết nó là ai, chỉ biết đơn giản đó là cái nick Trần Thanh Vân ở trên Facebook. Đúng không? Chúng ta chơi Facebook vậy, thí dụ như những người nào, ví dụ anh em mình đây nè, chơi với nhau trực tiếp, có nói chuyện giao lưu live với nhau thì ít nhiều gì có biết về nhau, à là biết à đó là người thật việc thật rồi đó. Còn những cái nick mà chúng ta chưa bao giờ gọi là giao lưu trực tiếp với nhau á, chỉ trao đổi đơn giản bằng những cái câu comment trên mạng, biết là ai đâu, đâu biết là ai, à thấy nó tốt thì biết là nó tốt vậy thôi, rồi đến ngày nào đó bây giờ nó xấu, nó nói không đúng thì cũng chỉ biết là vậy thôi, cũng chẳng biết nó là ai và nó ở đâu cả. Cho nên mọi người cẩn thận ở cái điểm này, đúng không? Còn vấn đề quay lại cái chuyện tắc kè, chung chung nghĩ anh nói như vậy có hợp lý không? Thì như thế này, cái kênh đó thì thời gian gần đây em cũng theo dõi một vài clip, thì dĩ nhiên nó cũng chưa có gì rõ ràng. Thế nhưng mà thứ nhất ở đây là anh em chúng ta đều theo dõi thì đều biết thôi, tất cả các cái vụ án liên quan đến cán bộ, kể cả ủy viên Bộ Chính trị đã từng vi phạm, hay là bí thư Thành ủy Đà Nẵng, hay là cái mới đây nhất là cái ông ở trong gì đó, trong gì đó, cái Kiên Giang hay cái gì đó em không nhớ rõ, cũng bí thư. Thì thực ra mà nói thì tất cả những cái trường hợp đó đều do các cái Ủy ban Kiểm tra Trung ương và người ta vào cuộc, người ta làm việc rồi người ta tìm ra những cái sai sót của các anh thông qua quá trình các anh lãnh đạo, các anh làm việc, nó dẫn đến các cái yếu tố là sai phạm về đạo đức, lối sống cũng có, đúng không ạ? Sai phạm về cái vấn đề mà các anh làm gây thất thoát lãng phí hay cố ý làm trái gì vân vân nhiều. Thế thì tất cả những cái vụ án đó và những cái trường hợp bị xử lý đó, từ xử lý kỷ luật cho đến bị khởi tố, thì đều do cơ quan là công an hoặc là Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau khi làm việc xong người ta chuyển hồ sơ sang công an để mà làm rõ rồi khởi tố rồi bắt tạm giam, thì đều được công khai, thậm chí là xét xử chúng ta cũng muốn xét xử công khai, thì không không ai là không biết cả, không ai là không biết cả. Thì cái hệ quả ngày hôm nay đó, có nhiều những cái mà người ta lên trên không gian mạng, người ta với cái danh nghĩa là đấu tranh chống tham nhũng, thì thực ra mà nói là như thế này, nếu như các anh bảo là các anh đấu tranh chống tham nhũng thì nó lại phải khác nha. Bởi vì nếu mà các anh đấu tranh chống tham nhũng thì các anh lại phải có những cái tài liệu chứng cứ đối với một cá nhân hay nào đó ở vị trí nào đó, các anh tham ô tham nhũng, rồi các anh gửi cái hồ sơ đó cho cơ quan chức năng để người ta khởi tố các cái người vi phạm đó, thì gọi là đấu tranh chống tham nhũng. Còn chúng ta ở đây là chỉ là theo dõi và phân tích dựa trên các cái nguồn thông tin
trên các cái phương tiện truyền thông do nhà nước công bố hoặc là đưa ra xét xử trực tiếp, thì mọi người lấy dữ liệu đó để mọi người phân tích, thì chúng ta phân tích vụ việc nó khác, phân tích cái đường đi nước bước của cái ủy ban chống tham nhũng hay là của lãnh đạo đảng nó khác, nó không giống là chúng ta gọi là cứ đấu tranh chống tham nhũng. Chúng ta đấu tranh chống tham nhũng không phải là chúng ta lên không gian mạng là chúng ta cứ bảo anh này tham nhũng, anh kia tham nhũng, nhưng anh không có cơ sở gì cả, hoặc là anh không có tài liệu chứng cứ gì để anh tố cáo một người nào đó, thì nó không phải là đấu tranh chống tham nhũng. Chưa kể mấy tham nhũng chạy mẹ hết. Thì đó, thì ở đây ấy, là chúng ta hiểu nó theo một cái nghĩa nào đó, là chúng ta chỉ là phân tích dựa trên các cái dữ liệu chúng đã có thôi. Thì ở đây rất là buồn cười là khi mà anh đóng một cái vai trò, anh là một công dân đi, anh đóng vai trò một công dân, anh lại nói phân tích thì dĩ nhiên nó chỉ theo góc độ cá nhân của anh thôi, chứ anh không thể bao trùm được giống như kiểu là một cơ quan lãnh đạo nào đó của đảng hay của nhà nước được. Bởi vì Đúng các cơ quan lãnh đạo của rồi. đảng nhà nước thì người ta có cái bộ phận tham mưu, người ta có cả một cái bộ máy tham mưu cho cái lĩnh vực đó, chứ không phải là một cá nhân đấy, một cá nhân. Hay là các anh cứ đề cao, tuy nhiên là em không em rất đồng tình và ủng hộ cái vấn đề mà bác Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang thực hiện, đó là đối với cán bộ đảng viên mà các anh suy thoái về phẩm chất đạo đức lối sống, anh vi phạm kỷ luật đảng, vi phạm pháp luật nhà nước, đặc biệt là các anh liên quan đến các vấn đề tham ô tham nhũng hối lộ này kia là xử lý rất là nghiêm, Làm đúng không ạ, làm và sẽ không có vùng cấm, không có bao che, cái đó là em rất là ủng hộ. Thế nhưng mà trên cái cơ sở chỉ đạo của Tổng Bí thư đó thì nó xuất phát từ đâu? Nó từ xuất phát từ các cái ủy viên Bộ Chính trị, xuất phát từ Bộ Chính trị đúng không ạ? Là họp họp đưa ra phương án thống nhất, và trên cái cơ sở nguyên tắc lãnh đạo của Đảng đó là tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách, thì bác Tổng Bí thư là phụ được giao phụ trách, thì bác cái truyền tải cái thông điệp của cái tập thể đó là Bộ Chính trị hay là Ban Bí thư hay là của Ban Chấp hành Trung ương đấy, để các bạn hiểu rõ là như vậy. Chứ một số cá nhân nó lên nó tung hô một cách nó thái quá, nó cho rằng đó là ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thì đó nó giống như kiểu một ý kiến cá nhân, và ý kiến cá nhân thì khác gì nó ràng buộc bác Tổng Bí thư vào cái góc độ là độc tài, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta hiểu một nghĩa đúng chính xác là như vậy, thế nhưng nó không không nói rõ ra thì người dân không có hiểu, người dân không hiểu. Thế nên là khi khi mà cái đối tượng xấu nó lên nó bảo là độc tài á, thì khi mà nó nghe lại nó phân tích, nó bảo đúng rồi, tất cả các ý kiến đều do bác Tổng Bí thư nói hết mà. Thế nhưng mà nó không hiểu, không phân tích rõ cho người dân hiểu ở góc độ đó, đó là cái mà nó mập mờ, nó nguy hiểm. Và thứ nhất, thứ hai nữa là các cái vụ án đó, các cái tội danh đó đã được quy định trong pháp luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2015 sửa đổi năm 2017, và trên cơ sở là luật pháp quốc tế, rồi chúng ta cũng tham khảo, rồi sau đó là chúng ta đưa ra, chúng ta thấy các đại biểu quốc hội ấy, người ta thảo luận tại tổ, rồi sau đó người ta đóng góp chỉnh sửa, sau đó là đưa ra quốc hội để phê chuẩn ban hành cái bộ luật hình sự dựa trên cơ sở các cái tội danh, chứ không phải và có các cái tội danh và có các cái mức hình phạt theo khung quy định của nhà nước, chứ không phải là chúng ta cứ muốn xử là xử được, đúng không ạ? Anh ấy lên anh đề nghị là gì? Tử hình. Ủa sao các anh kỳ vậy? Các anh phải hiểu là cái mức hình phạt của người ta ở mức nào, đúng không ạ? Cái mức là ví dụ như từ khung hình phạt từ 5 năm đến 10 năm, thì người ta chỉ xử ở trong cái khung hình phạt đó thôi, chứ không thể là người ta cứ tham ô tham nhũng các anh đè người ta ra, người ta để xử xử tử hình được. Làm nói như vậy là vô pháp vô thiên à? Nhà nước có pháp luật mà, làm gì có cái chuyện mà các anh cứ lên các anh cứ đề nghị là phải tử hình hết những cái người đó, không phải. Các anh hiểu nó không đúng. Bây giờ người ta phạm tội thì là phạm tội rồi, đúng không ạ? Người ta phạm tội rồi và người ta đã sai rồi. Sai là sai gì? Sai với cái đi ngược lại với lại cái lòng tin của Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó cho người ta. Người ta đã phụ lại cái lòng tin đó, và người ta sai là sai pháp luật, chứ không phải người ta sai với cá nhân anh hay sai với bất kỳ một cá nhân nào hết đó. Để mà các anh lên các anh đòi xử người ta theo cái hình này hay cái hình kia, nó không đúng.
Bây giờ một người người ta chỉ khung hình phạt từ 5 đến 10 năm mà anh đòi xử người ta tử hình sao được? Đúng không ạ? Cái đó là không đúng, các anh phải nhìn nhận cho nó đúng cái nghĩa là như thế, là thứ nhất. Thứ hai nữa là các anh cứ đề nghị như thế này, đề nghị như thế kia. Thế tại sao các anh không đề nghị, các anh đề nghị bằng văn bản á, các anh góp ý bằng văn bản. Các anh gửi trực tiếp về các cái cơ quan mà có liên quan. Chứ không phải là các anh đề nghị trên Facebook. Đâu phải ủy viên Bộ Chính trị hay là ban bí thư người ta lên Facebook để người ta nghe hết kiến nghị của các anh được. Đúng không ạ? Các anh muốn kiến nghị, các anh gửi đơn kiến nghị hay đơn khiếu nại tố cáo hay là đơn gì đó thì các anh gửi trực tiếp về các cơ quan chuyên môn đó để người ta tổng hợp rồi người ta báo cáo lại với tổ chức. Chứ làm gì có chuyện mà anh lên không gian mạng anh đề nghị được. Nghe thấy nó buồn cười thật. Mà thấy là em thấy rất là ấy nhá, thấy rất là rõ ràng là rất là lo lắng rồi. Nếu cứ như tình trạng như thế này thì liệu thế này rồi đảng thế kia rồi vân vân cả. Kiểu tâm tư, kiểu tâm tư băn khoăn đúng không Trung? Em nghe em thấy rất là buồn cười. Thế nhưng mà cũng thấy rất nhiều người và ủng hộ. Thế nhưng mà thôi thì ai ủng hộ đó là quyền của người ta. Với hai nữa là nó chưa rõ ràng nên em không comment và em không có đề cập vào trong đó. Để một khi nào đó thì mọi người tự nghe thì tự hiểu thôi. Chứ bây giờ trên cái danh nghĩa các anh cứ chống. Giống như kiểu là ngày hôm nay nếu như mà cô chú anh chị theo dõi 2-3 ngày hôm nay là có một cái nhân vật nó đưa ra nó so sánh giữa cái vụ Đoàn Văn Phương này, Lê Đình Kình này, với bà Nguyễn Phương Hằng đó, Trần Thanh Vân đó, Trần Thanh Vân á, thấy rất là nguy hiểm. Bây giờ mình phải hiểu này, mỗi một người người ta vi phạm pháp luật ở một góc độ khác nhau và tội danh khác nhau, hành động người ta cũng khác nhau. Thế bây giờ chúng ta phải hỏi là cái sai của người ta là sai ở đâu, đúng không ạ? Chứ cái một người mà tự dưng bây giờ ở cái nước nào cũng vậy thôi, anh tự dưng anh ra có cái mảnh đất đó xong anh cắm dùi anh kêu đất của tôi, ai chấp nhận cái hành động đó? Nếu như mà các anh sang Pháp sang Mỹ mà các anh cũng làm được cái việc đó đó, mà chính phủ của các quốc gia đó người ta công nhận cho anh á, thì lúc đó các anh quay lại các anh nói với lại chính phủ Việt Nam là các anh là như vậy là các anh không đúng, các anh vi phạm nhân quyền. Người ta có quyền là thích ở đâu ở, thích lấy đất ở đâu lấy thì được, thì các anh nói được. Đó là nói được theo góc độ là cảm nhận cá nhân anh thôi nhé, chứ chưa nói đến góc độ pháp luật quản lý của mỗi nước nó khác nhau đó. Thì anh cảm nhận của anh là như thế. Anh bảo là tôi cũng mong muốn được như Mỹ này, tôi thích là đồng mẹ tôi ra nhà trắng tôi ở, đúng không? Tôi thích là tôi ra tòa nhà quốc hội tôi ở. Đó không phải đó, tôi ở chỗ đồi Capitol đó, đất đẹp đúng không? Mặt tiền đẹp, cỏ đẹp, nhiều người bảo vệ đó, đất trống đầy đó, các anh ra đó các anh cắm lên miếng mà các anh ở, nó rất là vô lý. Thì Toàn Văn Vương cũng vậy thôi, và Lê Đình Kình cũng vậy thôi. Một người thì tự chiếm đất do nhà nước quản lý, còn một người thì tự chiếm và bán đất của quân đội quản lý. Mà các anh đưa ra, các anh cho rằng là tại sao lại có cái hành động như vậy? Tại sao? Tại vì kích động, đúng không? Tại mờ mắt, làm sai rồi nhưng không chịu nhận. Thế còn tại sao nữa? Thế nhưng mà nó lại đưa ra để nó so sánh rồi nó kích động. Thấy rất là buồn cười. Mà cũng có nhiều người vô phản ứng rồi, thế nhưng mà em chưa thấy phản hồi thì để xem là ý như thế nào. Thì cái việc góc nhìn cũng vậy, cái kênh góc nhìn gì đó, Ukraine gì đó, như anh đề cập đó, thì em thấy là nếu như mọi người cứ vào nghe đó, gần như clip nào cũng vậy hết đó. Gần như cái mô típ clip nào cũng vậy, người ta đưa ra, người ta trên danh nghĩa tham nhũng, rồi người ta lo lắng tương lai của đảng sẽ như thế này như thế kia, rồi là đảng sẽ phải như thế này như thế nọ, rồi là bây giờ là chúng ta phải tổ chức sớm để lựa chọn nhân sự, bởi vì trước đây chúng ta cũng đã lựa chọn rồi, chín rồi, thế nhưng cuối cùng là như này như kia. Xin thưa là khi mà các cơ quan chức năng người ta lựa chọn, các cái lựa chọn thì dĩ nhiên người ta phải lựa chọn trên nhiều yếu tố, đúng không ạ? Thế nhưng khi các cái nhân vật đó người ta được sự tin tưởng của, được sự giới thiệu của các cái tổ chức, được sự tin tưởng của đảng, nhà nước và nhân dân, nhưng khi người ta ở một cái vị trí đó, người ta đã tự thoái hóa, tự diễn biến, tự chuyển hóa, đúng không ạ? Rồi người ta suy thoái về phẩm chất đạo đức, người ta vi phạm pháp luật thì người ta bị xử lý thôi. Chứ còn tại sao khi anh giỏi như vậy đó, thì khi tại sao mà các anh lựa chọn nhân sự, cơ quan đảng, nhà nước lựa chọn nhân sự, sao các anh không trưng ra những bằng chứng để các anh chứng minh cái người đó người ta không đủ phẩm chất đạo đức để cho các tổ chức người ta loại ra? Mà khi mà ở một cái vị trí rồi, người ta tự diễn biến, tự chuyển hóa, người ta suy thoái, đúng không ạ? Về phẩm chất đạo đức thì tổ chức đảng,
cơ quan các cấp người ta phát hiện, người ta đưa ra, người ta công khai, thì lúc đó các anh lại quay ngược lại, các anh lật lại vấn đề. Thì cái đó nó thừa và nó mang tính chất câu dẫn người nghe nhiều hơn là các anh tham gia chống tham nhũng. Đấy, theo em nghĩ nó là như vậy. Thứ hai nữa là anh cứ đề nghị các cái khung hình phạt, anh không thể thay mặt cho pháp luật để anh đề nghị được. Bởi vì sao? Đúng Bởi rồi. vì các cái cơ quan hành pháp, tư pháp, lập pháp Việt Nam tổ chức rất là rõ ràng. Cái vấn đề đề nghị khung hình phạt đó là do thẩm quyền của Viện Kiểm sát các cấp, người ta căn cứ vào hành vi vi phạm, căn cứ vào hồ sơ vụ án, căn cứ vào hậu quả mà do các cái người vi phạm người ta để lại, thì người ta căn cứ vào pháp luật hình sự thì người ta vẫn đề nghị khung hình phạt được, chứ không phải là cá nhân các anh có thể thay mặt các cơ quan đó để mà các anh đứng ra các anh đề nghị được. À, xin thưa các nước, người ta cũng cũng tham ô tham nhũng có đó chứ, phải không? Có đâu, có nước nào không có đâu. Thế nhưng người ta cũng chưa đề nghị đến mức tử hình, thậm chí là các anh cứ suốt ngày các anh rêu rao các anh muốn văn minh dân chủ như một số nước, đúng không ạ? Người ta đã còn đang muốn bỏ hình thức tử hình mà người ta giam mấy trăm năm kìa, trong khi đó các anh cứ hở ra là các anh đòi tử hình người ta. À, người ta sai, người ta đâu không phải sai với anh đâu, người ta sai là sai pháp luật chứ, đúng không? Người ta sai là sai kỷ luật đảng chứ. À, và dĩ nhiên là các anh đều biết được là khi những người cái vi phạm đó đó người ta sẽ bị tạm đình chỉ, và khi người ta sinh hoạt đảng, đúng không ạ, tạm đình chỉ công tác, tạm đình chỉ sinh hoạt đảng, và khi mà người ta có dấu hiệu đủ yếu tố để khởi tố là người ta đã bị khai trừ ra khỏi đảng rồi, người ta không còn đứng trong hàng ngũ của đảng nữa, bởi vì anh không xứng đáng, thì lúc đó người ta không còn là đảng viên nữa, thì người ta khởi tố những người đó, người ta bắt tạm giam. Anh hiểu vậy, nhưng mà các anh cứ hở ra các anh đè các anh tội tử hình người ta, nó thế rất là buồn cười. Các anh thay mặt hết các cái cơ quan chức năng để các anh đề nghị khung hình phạt và các anh tử hình người ta như thế, thì không hiểu là các anh đấu tranh ở đâu, hay là các anh tạo ra một cái cái suy nghĩ mà nó có thể nói là nó tiêu cực ở trong cái suy nghĩ của người 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 theo dõi, người dân người ta theo dõi các clip của anh khi anh lên, bởi vì cứ hở ra cái anh đòi tử hình, thế là vụ này anh cũng đòi tử hình, vụ kia anh đòi tử hình, 10 vụ thì 9 vụ anh tử hình rồi đó, trong khi đó là anh còn chưa xét đến các yếu tố về luật, ví dụ như là khung hình phạt, rồi là các cái tình tiết giảm nhẹ, các cái tình tiết tăng nặng, rồi là cái việc người ta khắc phục hậu quả như thế nào. Ví dụ như ông gì đó, ông giám đốc Đỗ Tất Thành đó, đúng không? Ông ấy nộp tự khắc phục hậu quả lại bao nhiêu nghìn tỷ đó, rồi ông cũng đòi đưa người ta ra, người ta tử hình à, hay là thế nào? Nó rất là buồn cười. Mỗi một cái góc độ, góc nhìn thì dĩ nhiên nó khác nhau, nhưng mình không thể thay mặt cơ quan pháp luật để mà làm cái việc đó được. Đấy, nói rõ ràng là như thế, thì mọi người theo dõi thì cũng nên, theo em nghĩ, quan điểm cá nhân của em khuyên đó, là nên để ý một chút, bởi vì trong các cái bài nói chuyện đó, không phải là người ta lúc nào người ta trên cái danh nghĩa tham nhũng hoặc là đấu tranh này đấu tranh kia là người ta sẽ mang tinh thần khách quan đâu. Cũng cảm ơn anh Tư Quang và cô chú anh chị đã cho em lên chia sẻ. Ok chưa? Cảm ơn nhiều rồi.